Ê, rất tươi nè, đó, xong rồi. Bây giờ đổ vô. Có một tay à, làm biến lấy cái cây. Làm biến lấy cái cây được. Làm một tay. Trộn cho đều hết. Rồi đem đi hấp. Xong, sau khi trộn đều rồi nè, giờ đem đi hấp nè. Ê, đem đi sôi. Đó, cái màu tươi đẹp không? Màu tươi của lá gấc, của trái gấc. Rồi, hấp hai lần, nhiều quá. Đây, hấp hai lần ha, một lần không hết. Rồi, chín rồi. Đẹp chưa? Chờ 3 phút nữa đi. Đây, thành phẩm soi xong rồi nha, chè luôn. Sao rất đẹp chưa? Ok. Bây giờ hấp thêm một mẻ nữa, mới một khay à, còn khay nữa. Rồi thành phẩm mà nha. Trong cái gấc tươi sẽ có một trái một rồi. Bỏ không hết trơn. Còn cái xác nữa. Nè. Yeah.